Đầu tiên thì mình sẽ test cái tính năng chống cướp cho các bạn xem nha. Cái tính năng này á thì chỉ có cái ổ khóa Smart Key mà tích hợp chống cướp rồi thì nó mới có cái tính năng này. Còn đối với các cái xe mà ổ khóa zin á thì nó không có đâu. Khi mà các bạn cách xa ra remote á thì các bạn không đè máy nổ được thôi. Nhưng mà một khi mà đã đè máy nổ rồi, dù cho remote có cách xa xe ra cách mấy thì nó cũng không có tắt máy đâu. Các bạn không tin thì các bạn có thể lấy xe mình ra test ha. Đó, đây là chiếc Winner X nè. Mình đã lắp cái bộ khóa Smart Key và tích hợp chống cướp nha. Đây, đây là cái remote, mình lại gần thì nó tự động nó nhận diện để nó mở khóa luôn. Đó, mình sẽ đè máy nổ lên luôn. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ một bạn mang cái remote này ra cách xa ra xe ra từ 7-8 mét ha, thì xe nó sẽ tự động nó tắt máy và nó hú còi báo động. Đây, mình sẽ nhờ một bạn mang remote ra xa. Xa ra khoảng 7-8 mét thì nó sẽ tắt máy và nó hú còi báo động nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó tắt máy hoàn toàn luôn và nó đá nhanh và nó hú còi báo động liên tục. Lúc này thì không có điều khiển xe chạy đi được nha. Cái tính năng chống cướp này nó sẽ chỉ tắt đi khi mà remote đi lại gần xe lại ha. Mình sẽ kêu bạn nó mang lại nha. Đó. Mình sẽ mang cái remote lại gần xe lại. Đó. Khi mà remote lại gần cái xe cái khoảng cách vừa đủ thì nó sẽ xe sẽ có điện trở lại và nó sẽ không có hú còi báo động nữa ha. Thì lúc này chúng ta mới có thể mình đề máy nổ lại và mình điều khiển xe chạy đi ha. Tính năng thứ hai là tính năng chống dắt thông minh nha các bạn. Đối với các cái ổ khóa Smart Key zin thông thường á thì nó cũng có cái tính năng này, nhưng mà nó không có thông minh đâu nha các bạn. Nghĩa là khi mà đụng vào xe một lần thôi là nó sẽ báo động lên inh ỏi luôn. Nhà ai mà có con cái thì sẽ rất là phiền, cho nên là chúng ta sẽ thường hay tắt cái tính năng này đi tại vì nó làm phiền lắm. Còn đối với bộ ổ khóa Smart Key tích hợp chống cướp thì cái tính năng này nó thông minh hơn. Các bạn đụng vào một lần thì nó chỉ đá nhanh. Đó, đụng vào liên tiếp lần thứ hai thì nó mới đá nhanh và nó kêu hai cái tiếng bíp. Và nếu như mà các bạn đụng vào liên tiếp lần thứ ba thì nó mới báo động inh ỏi lên. Thì cái tính năng này để kích hoạt thì khi mà chạy xe về các bạn lưu ý là sẽ tắt nấm ổ khóa về cùng là phải tắt máy xe rồi nha. Thì các bạn bấm cái nút mode một lần. Đó. Bấm nút mode một lần. Đó, các bạn sẽ nghe lên tiếng bíp là cái tính năng chống dắt đã được kích hoạt. Mình sẽ đụng vào lần thứ nhất cho các bạn xem nha. Đó, nó chỉ đá nhanh thôi. Và bây giờ mình sẽ đụng lần thứ hai nè. Đó, và bây giờ đụng lần thứ ba là nó sẽ báo động lên inh ỏi nè. Đó, và ba lần nó phải liên tiếp nhau trong một khoảng thời gian ngắn đó, thì nó mới báo động lên inh ỏi nha các bạn. Đó, để tắt cái tính năng này đi thì các bạn bấm cái nút giữa này đi ha, thì nó sẽ tắt đi nha. Là bây giờ là mình đang đụng nè. Đó, cái là nó vẫn báo động nha. Để các bạn tắt đi thì các bạn sẽ bấm cái nút giữa này nè. Đó, thì nó sẽ tắt đi. À, bây giờ có đụng nữa thì nó cũng sẽ không có báo động nữa nha. À, tại vì mình đã tắt cái tính năng chống dắt đi rồi. Tính năng thứ ba là tính năng nhập mã cứu hộ để điều khiển xe chạy đi trong những cái trường hợp mà chúng ta để quên cái remote ở đâu đó mà tìm không ra được ha. Thì để sử dụng cái tính năng này thì đầu tiên chúng ta phải thiết lập cái mã cứu hộ gồm 4 chữ số cho xe ha. Đó, gồm 4 chữ số từ 1 đến 9 nha. Đây, đầu tiên mình sẽ thiết lập cái mã cứu hộ này bằng cách là chúng ta bấm vào nút mode 4 lần nha. Nó sẽ kêu lên, đó, nó sẽ kêu lên một âm thanh như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ lại sử dụng cái núm này để thiết lập. Ví dụ như mình thiết lập cái mã cứu hộ 1234 đi ha. Mình sẽ bấm nè, 1 nè, nó sẽ kêu lên một tiếng bíp nè. Đó, 2 nè, sẽ kêu lên 2 tiếng bíp. 3 nè, thì sẽ kêu lên là 3 tiếng bíp. 4 nè. Đó. Lúc này nó nghe cái âm thanh này, nghĩa là mình đã vừa thiết lập xong cái mã cứu hộ gồm 4 chữ số là 1234 nha. Các bạn có thể thiết lập cái mã cứu hộ theo tùy thích của mình nha. Ví dụ như bây giờ là mình không có cái remote này đi, mình để quên cái remote này đi, thì mình sẽ tắt cái remote này nha các bạn. Để mình tắt nó đi nha. Đó, cái remote đỏ là đã tắt nè. Bây giờ các bạn có vặn núm nè là cũng không có mở khóa được nè, tại vì mình đã tắt cái remote rồi. Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái mã cứu hộ lúc nãy để mình mở núm nè. Mình sẽ đặt cái remote ở bên đây đi nha. Hồi nãy mình thiết lập là 1234 nha. 1 nè, 2 nè,
3 nè, 4 nè. Đó, lúc này thì các bạn sẽ vặn núm được nè. Đó, thì chúng ta sẽ điều khiển xe chạy đi. Đó. Và bây giờ mình sẽ tắt nha. Mình sẽ nhập lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Sẽ đợi cái đèn nó tắt hẳn đi thì lúc đó là cái ổ khóa nó mới tắt hẳn. Đó, lúc này đã tắt hẳn rồi. Ví dụ như bây giờ là 1 nè. Ví dụ như mà là mình đang nhập sai đi, đó nó 1, 4 đi thì nó bị sai rồi. Các bạn chỉ cần vòng lặp lại thôi, các bạn không cần phải làm gì hết, chỉ cần nhập lại từ đầu là 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ tự động nhận diện thôi. 1 nè, 2 nè, chỉ cần nhập lại từ đầu là được. 3 nè, 4 nè. Đó. Mở xe. Đó, thì đây là cái tính năng rất là thông minh của cái bộ Smart Key tích hợp chống cướp nha các bạn. Tính năng thứ tư là tính năng bật đèn ưu tiên hazard nha các bạn. Thì cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút nhanh ha. Các bạn chỉ cần bật trái phải, trái rồi xong rồi qua phải là nó sẽ đá nhanh lên để xin ưu tiên ha. Đó. Đó. Nhanh nó sẽ đá lên để xin ưu tiên nha các bạn.